Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 4 tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2023 dưới sự chủ trì của ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và bí thư ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 và Đại hội Đoàn các cấp. Tháng thanh niên lựa chọn chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số để phát động trong toàn đoàn và tuổi trẻ cả nước, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Nhìn chung qua thực hiện tháng thanh niên, các chỉ tiêu đăng ký thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch, tiêu biểu như gần 5 triệu 700.000 cán bộ đoàn, đoàn viên được học tập quán triệt tuyên truyền về nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 gần 5 triệu 600 ngàn lực đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn hội tổ chức. Hơn 42.300 hoạt động chuyển đổi số được tổ chức, gần 5 triệu 500 000 người được tiếp cận, thụ hưởng các hoạt động chuyển đổi số do đoàn hội tổ chức. Các cấp bộ đoàn đã triển khai thực hiện 22.975 công trình thanh niên các cấp, vượt 7.548 công trình với tổng giá trị hơn 302 tỷ đồng, vượt 151 tỷ đồng so với đăng ký.